ba cái tím quý anh em rửa thiệt sạch nha cả nhà, rồi bóc tách lõi ra, sau đó về ngâm với nước hoa gạo tầm khoảng 30 phút, sau đó ngâm nha cả nhà. Lời đầu tiên em hay lên Tây Nguyên kính chúc cả nhà mình sức khỏe, bình an và hạnh phúc cả nhà. Ba cái khô này là ba cái tươi, là quý anh em nào cần phải tư vấn về sức khỏe Nam Kho thì hãy alo cho Huy cả nhà. Kính chào quý vị các bạn nha. Hôm nay em Huy đi lên Tây Nguyên xin giới thiệu cả nhà một cái vị thuốc nổi tiếng từ xưa đến nay, từ thời phong kiến đến nay đây, đó là cái vị áp ba cái tím cho cả nhà. Các bạn có cái nhu cầu tư vấn về yếu sinh lý, loãng tinh trùng, tinh trùng yếu, tinh trùng không khỏe, về Nam Kho thì hãy alo cho em Huy nha, tư vấn miễn phí. Số điện thoại là 0935 029 419 cho cả nhà. Về chế độ ăn uống, tập thể dục và sử dụng những cái dược liệu bồi bổ cơ thể cho phù hợp, khỏe hơn, lâu hơn, sâu hơn nha cả nhà. Đó. Đàn ông mình ấy là lúc mà có tí tuổi rồi ấy, thường ấy là bị stress, áp lực về công việc, về gia đình, về kiếm tiền, nên là đàn ông là có chỗ đứng thì phải cứng chỗ đó nha cả nhà, đỡ mà có sức khỏe về mọi mặt trận thì hãy alo cho em Huy để được tư vấn miễn phí về sức khỏe. Còn đây là một sản phẩm ba cái tiếp bên mình, đầu đây là tấm nha cả nhà, giá tốt nhất thị trường, hàng chuẩn chỉ, uy tín lâu dài, làm nên thương hiệu Đinh Lan Tây Nguyên của em Huy rồi. Đó, cái này hàng chuẩn chỉ nha cả nhà. Đó, nên là cả nhà mình cần hàng bao ship tận nơi. Cuối like chúc cả mọi người mình sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Quý chị em mà không có thời gian và điều kiện nữa mà ngâm thì bên em Huy thương hiệu Đi Lên Tây Nguyên đã ngâm sẵn từng đống chai cả nhà. Quý anh em chỉ việc sử dụng thôi. Đó. Thì em xin review cận cảnh cho cả nhà cùng xem. Đây là cái sản phẩm hộp đôi nha cả nhà, tuyệt vời luôn. Đây là hộp đôi đó, rất là đẹp, hàng chuẩn chỉ, bao chất lượng đó nha, ngâm 2 năm trời. Đó là những vị khách là không có thời gian, sản phẩm của em là rất ngược đời, bán ra tận Bắc Ninh, Quảng Ninh cho cả nhà, Ninh Bình, Hà Nội. Đây là quý khách ủng hộ rất là nhiều. Ngoài sản phẩm bạc tím, bên em cũng có sản phẩm gia truyền bãi đời Amazon cả nhà. Em xin review cho cả nhà cùng xem. Đây là sản phẩm Amazon nha. Đó là thương hiệu uy tín, đây là bộ nhận dạng thương hiệu này. Thương hiệu uy tín nhất ở Tây Nguyên này. Công dụng là bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Đây. Có tem chống hàng giả của bộ công an cả nhà. Đây tem chống hàng giả của bộ công an này. Đây là bộ nhận dạng thương hiệu này. Bộ y tế này, sở y tế này cấp phép cho cả nhà, hàng bao chứng chỉ luôn, hàng này hàng giả là mình cam kết là đền 100 triệu luôn cả nhà, hàng giả hàng nhái là cam kết đền 100 triệu, có 2 gói, gói này là 390k bao ship mọi miền tổ quốc cả nhà. Rồi gói này là gói đặc biệt bao hơn đó, 690k bao ship mọi miền tổ quốc. Ngoài ra thì có em Huy có cái thang thuốc là khởi dương tửu, nó sẽ phù hợp cho từng người, tinh thần cả xứ. Hãy tư vấn để được em Huy hướng dẫn cách sử dụng, ăn uống và làm sao cho mình có sức khỏe tốt cả nhà, rất là khỏe. Là mở cái livestream này, chúc cả nhà là sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Quý anh em
có nhu cầu về sản phẩm ba kích này, Avacom, khởi ứng thử, hãy alo cho em Huy, số điện thoại 0935029429 cho cả nhà. Rồi xin chào cả nhà và hẹn gặp lại. Ba kích tím mà cũng rất là to nha cả nhà, to và già, tím riệm luôn, hàng rất là chuẩn chỉ nha cả nhà, nên là uống vào là vừa khỏe này, vừa lâu vừa dai này, khỏe như trâu này, cày lâu cày khỏe nha cả nhà, yên tâm sử dụng sản phẩm bên em Huy, Đình Làng Tây Nguyên.